Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện nối tiếp với câu chuyện ngày hôm qua. Cái anh người Nhật này á, sau khi anh về thì anh trăn trở, anh suy nghĩ là tại sao là anh gặp được cái hiện tượng tâm linh như vậy. Vì đây là lần đầu tiên mà anh gặp được một cô gái mù dẫn anh vào một cái thế giới tâm linh. Mà nào giờ anh đi rất là nhiều nơi rồi, anh chưa có gặp. Những gì xảy ra ở trong đó hoàn toàn khác với những gì anh đọc được ở trên báo chí, ở trên những cái trang web ma mà nói về cái tòa chung cư 727 này. Thì chính vì cái sự việc đó mà anh mới quyết định anh tìm hiểu về cái chuyện của cô gái mù này. Tại vì anh biết một người mà khi mất đi mà người đó không có chịu đi đầu thai theo cái văn hóa của người châu Á, mà họ lại cứ sống lặp đi lặp lại một cái cuộc sống trong một thế giới của người âm giống như vậy, thì rõ ràng là cô này có một cái khuất tức gì đó mà cổ không nói được với người khác, cho nên cổ mới không siêu thoát. Và chuyện này nó không liên quan một mình cổ không, mà liên quan gia đình của cổ, những cái người mà hiện hữu trong cái căn nhà mà cổ dẫn anh này về. Thì chính vì vậy đó mà ảnh mới quyết định một lần tìm hiểu, gọi là sâu xa những cái câu chuyện tâm linh đằng sau cái việc mà ảnh gặp được cái cô gái mù ở chung cư 727. Thì để được an toàn mà giải mã được cái câu chuyện này, thì ảnh đã tìm hiểu trong cái thế giới những người mà nghiên cứu về tâm linh. Thì tìm được một cái người học sĩ, thì ông này cũng là người Nhật. Ông này là một trong những cái người có thể nói rằng là thầy Pháp theo cái tiếng mà Tân gọi. Nhưng mà ở bên đó ta gọi là học sĩ, là người nghiên cứu về đề tài tâm linh. Ổng có thể hiểu và ổng có thể trừ tà được cho những cái người mà nhờ ổng. Và các bạn biết á, ở người Nhật á, thì họ có cái truyền thống lâu đời. Tức có nghĩa ông này là một trong những cái truyền nhân của một cái gia tộc mà đi trừ tà cho người ta qua nhiều đời. Thì đến đời ông này thì ông vẫn làm cái công việc của gia tộc của mình. Thì cái anh này anh mới tới, anh gặp ông này để mà đàm đạo và để kể về cái câu chuyện cô gái mù mà ông này gặp trong người Nhật đó, trong nhà văn đó. Thì gặp cái ông học sĩ này để kể, và nhờ cái người học sĩ này giúp cho cô gái mù đó, hoặc là nói đúng hơn là giúp cho ổng có thêm tư liệu về cái câu chuyện ma gian dở mà ổng gặp tại Việt Nam. Thì ổng kể tất cả mọi thứ cho cái ông học sĩ này nghe. Thì ông học sĩ này mới nói một điều rằng là ở trên đời này tâm linh nó rất là phong phú. Cái văn hóa tâm linh của mỗi quốc gia nó khác nhau, và người Nhật, người Trung, người Việt hay các nước khác nó đều có một cái văn hóa riêng. Còn những gì mà anh này gặp là một trong những điều là rất thú vị đối với ông học sĩ này. Là tại vì nào giờ đó đi trừ tà, có nghĩa là cái người đó đi vào một cái nơi nào đó gặp ma quỷ và nó nhập vào trong người, hoặc là nó phá, hoặc là họ khai quật lên những cái thứ mà không thuộc về con người, mà con người lại mang nó về để chiếm hữu, để xài. Thì vô tình gặp những ma quỷ họ phá, thì gia tộc ông này đứng ra để mà trừ. Nhưng mà để thấy được cả một cái con đường mà nơi đó ma quỷ tồn tại, và họ dẫn được cái người này về nhà ngồi dùng chung một cái bữa cơm, và thậm chí họ không có suồng sả để mà kết một cái duyên âm như những là ma quỷ tầm thường, mà họ cho cái người đó lựa chọn có dòng lại hay không. Thì cái người học sĩ này họ nói rằng là họ rất là thích cái câu chuyện đó, và họ muốn một lần đi vào con đường đó thử xem sao. Thì trong cái thế giới của người Trung Quốc, người ta gọi đó là con đường của Atula đó các bạn. Có nghĩa rằng là những cái linh hồn ở đó, yêu tinh, quỷ quái hay là ma quỷ, họ ở trong đó là họ không thể siêu sanh, nhưng mà họ không thể ra ngoài để mà phá nhân gian. Nhưng mà họ có thể kêu gọi những người phàm tục giống như mình ở một cái giới hạn nào đó đi vào thế giới của họ, để mà họ hút cái linh hồn, để mà cống hiến cái thể xác của mình cho họ. Nhưng mà họ không thể đi quá xa
cái nơi mà họ đã chết, thì cái người học sĩ đó rất là muốn đi đến đó thử như thế nào. Tại vì ở Nhật á, là ông chưa đi được những nơi giống như vậy. Và cái văn hóa của ma Nhật á, thì có lẽ nó khác hẳn so với văn hóa ma của Việt Nam hay là Trung Quốc. Thì ông đã giúp cho cái anh nhà văn người Nhật này đi tìm hiểu cái sự thật của cô gái này. Thì cả hai người đã đến Việt Nam một lần nữa. Thì khi mà đến đây đó, thì cái chung cư này nó còn hoang tàn hơn lần trước, vì nó đang trong cái quá trình giải tỏa, vì nó quá nguy hiểm. Cái hộ dân ở đây á, thì dường như ít hơn lần trước rất là nhiều. Và cả hai đã quan sát cái chung cư này. Thì với cái anh nhà văn người Nhật đó, thì những gì mà anh nhìn thấy nó cũng chỉ là những cái bờ tường bê tông. Nhưng mà đối với cái người học sĩ á, thì họ nhìn thấy khác. Thì ông mới nói rằng là đúng, ở đây có nhiều điều kỳ lạ. Chưa bao giờ ông thấy một cái quần thể tâm linh ma quỷ lớn đến như vậy ở trong một cái tòa nhà. Cái gì mà mình đang nhìn thấy nó chỉ là cái chiều ngang, còn cái chiều dài là vô tận. Một cái chiều dài ma quỷ thật là vô tận. Nếu như con người mà vô tình lọt vào thì mãi mãi khó mà tìm đường đi ra. Thì ổng quyết định đêm đó là 12 giờ đêm thì cả hai sẽ vào trong đó tìm hiểu về cái đoạn đường và về cái cô gái mù này. Tại sao cô chết? Tại sao cô lại có ý định kết duyên âm với anh này? Thì phải cho ra lẽ thì mới được. Thì đêm đó, đó là cái anh người Nhật này anh chuẩn bị rất là nhiều thứ. Tại vì ảnh cũng sợ. Ảnh nói với cái người học sĩ rằng là đi vào đó thì nếu là nơi của ma quỷ, một lần nữa mình vòng lại, liệu cái cô gái đó có nhận ra ảnh hay không? Và nếu nhận ra ảnh thì liệu mình có thể chạy ra được khỏi nơi đó hay không? Thì cái người học sĩ mới cười. Người học sĩ này mới nói rằng là mình đâu có trực diện đem cái thể xác này mà đi vào trong cái nơi của ma quỷ được. Mình chỉ đem linh hồn của mình đi mà thôi. Thì cái anh nhà văn này á, ảnh chép lại hết trong cái cuốn tiểu thuyết của mình cái quá trình mà ảnh thực hiện cái điều đó. Thì cái người học sĩ đó cho ảnh uống một cái viên thuốc và uống một cái bình trà của Nhật. Và sau đó ảnh rơi vào cái trạng thái là buồn ngủ. Nó đúng ra là hôn mê. Thì khi ảnh nằm xuống ảnh ngủ đó, ảnh cảm thấy rất là mệt. Ảnh muốn ngủ ngay lập tức. Thì khi ảnh ngủ thì ảnh nghe cái sự khó thở ngay cổ. Sau một lần tằng hắn thì cái cảm giác mất ngủ đó nó không còn nữa. Ảnh hoàn toàn ảnh tỉnh táo, tỉnh chưa bao giờ mà ảnh cứ như là ảnh chưa bao giờ uống cái thuốc đó luôn á. Đó là chỉ một cái lần tằng hắn thôi, cái cảm giác buồn ngủ nó mất hết. Thì ảnh mới nhìn qua bên cái giường kế bên là nơi mà ông học sĩ cũng uống y chang ổng. Thì cái anh nhà văn này mới thấy ông học sĩ đã ngồi dậy sẵn rồi. Nhưng mà cái điều kỳ lạ đó là khi ổng ngồi đó, nhưng cái người nằm đó cũng vẫn là ổng. Có nghĩa là cái thể xác thì vẫn đang ngủ, nhưng linh hồn tách ra rồi. Và cái người nhà văn này đó cũng nhìn thấy được điều đó. Thì ổng ngồi bật dậy, ổng nhìn xuống giường thì đúng, cái thể xác của nhà văn đang ngủ, còn ổng là được tách ra rồi, cái linh hồn nó tách ra rồi. Và ổng với cái người học sĩ đó bắt đầu đi vào thế giới của người âm. Thì cái mà ổng nhìn thấy đó là ổng có thể đi được xuyên những bờ tường ở trong cái phòng khách sạn. Ổng có thể nhìn thấy người ta làm gì trong đêm. Và sau đó ổng có thể nhảy từ cái lầu rất là cao xuống dưới mặt đất mà không sợ gì hết. Cái cảm giác nó rất là lạ. Nhưng mà lúc này những cái ông nhìn thấy không phải là xe cộ, không phải là những người thức đêm, mà là một cái thành phố yên lặng. Chỉ có những người mặc những bộ đồ cổ trang ngày xưa, họ cầm trên tay những cái vũ khí như là thương, đao, cung, kiếm. Và họ to một cách dị thường. Họ đi qua lại những đoạn đường. Đó là những gì trong cái cuốn tiểu thuyết nó viết các bạn. Ổng nhìn thấy gì khi mà ổng tách được cái linh hồn của ổng ra khỏi thể xác và cùng với người học sĩ đó đi đến chung cư 727. Thì đó là những gì mà ổng nhìn thấy, là những cái người mặc những cái bộ đồ quan phục thời xưa, trên tay có những cái vũ khí giống như những binh sĩ ngày xưa. Và những người này cũng nhìn ổng
và nhìn luôn cả vị học sĩ. Nhưng mà họ không đụng chạm gì đến ổng hay vị học sĩ hết, họ bỏ qua và họ đi. Nhưng mà cảm giác đó cũng rất là sợ, tại vì những người này to bự hơn ổng và người học sĩ rất là nhiều. Thì người học sĩ mới giải thích là cái con đường này là con đường có sự giám hộ của những cái vị tiên nhân, những vị thần thánh. Ma quỷ sẽ không bao giờ đi lãng vãng trên cái con đường này, vì nếu như họ đi lãng vãng vào giờ này, họ sẽ bị bắt, thậm chí là bị đánh cho tan xác. Chứ ít có một vị quan nào mà họ đem những người đó xuống địa ngục, trừ khi là Hắc Bạch Vô Thường, những vị quan từ địa ngục. Còn những vị này, những vị tướng, họ canh giữ nhà cửa, họ canh giữ đời sống của những chủ nhân của họ ở những căn nhà đó. Khi mà họ thấy ma quỷ đi qua lại, họ sẽ đập. Nhưng mà họ biết, họ phân biệt được cái vị học sĩ này là một người có linh lực, là cái người đi trừ tà, cho nên họ không đụng tới. Thì hai người này mới tới cái chung cư đó. Thì lúc này anh nhà văn mới nhìn thấy được những gì mà người học sĩ này nhìn thấy. Đó là một cái vừng đen, nó giống như là một cái vừng khói màu đen, nó cắt ngang cái chung cư này. Thì cái người học sĩ mới nói, thì bây giờ anh đã nhìn thấy được những gì mà tôi nhìn thấy. Cái đoạn đường mà anh bước vào chính là cái vừng đen đó. Thì bây giờ mình bước vào trong đó để xem coi cái cô gái mù đó tại sao mà chết. Thì cái nhà văn vẫn sợ. Nhà văn mới nói rằng bây giờ bước vào trong đó thì cô gái đó có nhận ra ổng hay không, có nguy hiểm gì hay không. Thì cái người học sĩ mới nói là một người tuy đã chết mà bị mù thì người đó vẫn có thể nhìn thấy được người bình thường. Có nghĩa là khi mình là người trần mắt thịt á, thì ma quỷ vẫn thấy được mình, họ cảm nhận được mình. Miễn là mình và họ có cái nhân duyên thì họ sẽ cảm nhận được mình. Mình nghĩ cái gì họ sẽ biết. Nhưng nếu như mình cũng trở thành một linh hồn giống như họ, thì mình với họ bình đẳng với nhau, thì họ sẽ không bao giờ cảm nhận được mình. Và họ hoàn toàn là một người mù, trừ khi cái anh người Nhật này kêu tên của cổ hoặc là thốt lên lời thì cổ sẽ nhận ra được giọng nói của ảnh. Thì người học sĩ mới nói rằng là trước sau gì ông cũng phải kêu thôi. Thì ông mới hỏi được cổ là tại sao cổ chết. Nhưng lúc này cổ sẽ cởi mở cái câu chuyện với ông, tại vì cổ biết ông trở thành một linh hồn rồi, thì cổ cũng không có trách ông. Và tôi đứng kế bên ông, cổ sẽ không dám làm gì ông. Làm cách nào đó mình biết tại sao cổ chết, cổ tại sao là một cái linh hồn như vậy, là linh hồn dữ hay là linh hồn hiền, để mà chúng ta giúp cho cổ theo những gì mà anh nhà văn người Nhật này muốn. Thì khi bước lên đó là ảnh nhớ được lại cái chỗ căn nhà của cô này, thì ảnh mới dẫn cái ông học sĩ đó đi qua những cái hồn ma. Nhưng lúc này đó, cái hình ảnh đó không phải là hình ảnh những đứa bé cầm đèn trung thu rồi người ta sống tấp nập như một con hẻm, mà chỉ là những oan hồn dứt dưỡng. Họ lờ đờ bay qua bay lại ở trong cái hành lang đó, nó rất là ghê rợn, chứ không phải là một cái nơi mà tấp nập người qua kẻ lại. Rồi cái tiệm tạp hóa mà ông đã mua cái gói thuốc, thì ở chỗ đó không phải là tiệm tạp hóa, mà chỉ là một cái oan hồn ngồi ở đó thôi. Và những cái oan hồn khác là những ma đói á, họ xúm lại đó không phải để mua, mà họ xúm lại để ăn những cái món ăn gì đó mà cái người Nhật này cũng không biết được. Ăn người Nhật này không biết được đó là gì, chỉ là cảm thấy nó gớm mà nó quá ghê. Thì ông mới dẫn cái người học sĩ đó đến chỗ của cô gái mù. Thì cổ đang đứng ở ngay trước cửa, và cổ không đi đâu hết, cổ chỉ đứng như vậy bất động. Thì khi tới đó, cái người học sĩ mới nói rằng là hãy kêu tên cổ đi. Thì ông mới kêu tên của cô đó, thì cổ rất là bất ngờ. Cổ hỏi một cái câu rằng là anh đã chết rồi sao? Sao anh lại quay lại đây? Anh đã chết rồi sao? Đó thì ông mới nói rằng là đúng, tôi đã chết rồi. Tôi quay lại để gặp cô. Ông nói xạo. Thì cổ mới nói rằng tại sao anh chết? Thì người học sĩ đó mới nói rằng là tại vì ảnh bị một cái tai nạn. Đó, cho nên ảnh bị mất. Và tôi là cái người đi chung với ảnh, thì đến đây để gặp lại cô. Tôi nghĩ là cái cuộc gặp mặt này nó hợp hơn
là cái duyên âm lần trước mà cô muốn tạo ra. Những cái gì mà Tân đang kể là trong cuốn tiểu thuyết của anh người Nhật này viết lại, nên đôi khi có những cái lời văn của nhân vật trong câu chuyện, các bạn thông cảm nha. Thì anh người Nhật này mới hỏi cổ rằng là: vậy cô nhớ được giọng nói của tôi? Thì cái cô nó mới nói rằng là: tất nhiên tôi phải nhớ, tại vì anh đang nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp. Cả một cái chỗ này không ai nói như vậy hết, chỉ có anh mà thôi. Và cái kỷ niệm đó tôi không bao giờ quên. Giữa tôi với anh có một cái nhân duyên và tôi muốn kết duyên âm. Bây giờ thì quá tốt, anh đã chết rồi, thì anh có muốn ở đây với tôi hay không? Thì anh này mới nói rằng: không, tôi đến đây để hỏi tại sao cô chết. Thì cái cô này cổ im lặng. Thì cái người học sĩ mới nói rằng là: tôi có thể giúp cô đi ra khỏi nơi này, thì cô hãy nói cho tôi biết tại sao cô chết. Thì cái cô gái mù này á, lúc này mới nói cái câu chuyện của cổ, tại sao cổ chết. Cổ là một cái cô gái sống không có cha có mẹ. Cổ là người không cha không mẹ và cổ là người Bắc. Cổ đi vào trong Nam này ở chung nhà với dì Dượng, dì và Dượng. Thì lúc đó dì và Dượng của cổ đó không có con, cho nên là cái tình cảm dì Dượng dành cho cổ á, lúc ban đầu rất là ok. Nhưng mà một thời gian sau là dì Dượng đó lại có con, và là con trai nữa. Thì cái tình cảm dì Dượng dành cho cổ bắt đầu nó bớt đi, và dường như có sự ngược đãi, và giống như là thấy cổ là một gánh nặng trong gia đình. Tại vì bao nhiêu cái tình thương dành cho con ruột chứ không còn dành cho cổ nữa. Và cảm thấy cái tiền mà nuôi cổ là một gánh nặng rất là lớn. Thì cô này phải tự thân tự lực để mà đi kiếm tiền, để mà vào những cái trường tốt mà học, để mong tương lai của mình tươi sáng hơn, và để mong thoát khỏi cái gia đình mà đầy cái sự khó khăn, đầy cái sự đau khổ này. Nhưng mà khi cổ 20 tuổi thì dì Dượng của cổ á, là rơi vào tình trạng phá sản. Thì dì Dượng muốn cổ đi lấy một cái người mà do hai người này chỉ định, để mà đổi lấy cái cuộc gọi là đổi chác bán mua. Thì cổ không có chịu, tại vì cô này là người có học, cổ học rất là giỏi, cổ biết nhận thức đúng sai, nên là cổ không có chấp nhận cái sự thỏa thuận đó từ dì Dượng của cổ. Cho nên hai người này thường xuyên chửi bới, đánh đập cổ. Cho đến một lần là hai người này mới bỏ thuốc mê cho cổ ngủ, rồi đưa cái người đàn ông mà hai người này muốn lấy cái cô này á, vào trong buồng, để mà cho người đàn ông đó làm việc tồi bại với cổ. Vì họ nghĩ rằng nếu như đã làm được chuyện đó rồi thì cái chuyện đi đến hôn nhân á, là chuyện nhỏ. Nhưng mà xui rủi sau đó cái thuốc mê đó nó không đủ mạnh để cô này cũng ngủ. Nó không có đủ mạnh, cho nên là cổ trong cái sự mê man mà cổ vẫn dùng dãy đường, cổ chạy. Thì cái ông đó đó đạp cổ rất là mạnh, và cổ đập đầu cổ vô trong cái bàn. Mà thay vì đưa đi bệnh viện thì ổng lại làm chuyện tồi bại với cổ luôn, lấy đi cái sự trong trắng của cổ. Thì chính vì vậy mà cổ bị mù hai đôi mắt. Chứ còn thật sự ra cổ không bị mù. Cổ là một cô gái rất là đẹp, một cô gái lành lặn như bao nhiêu người khác, mà bị chính dì Dượng của mình đưa cổ vào một cái nghiệp quá lớn. Thì cái người đàn ông đó đã gây ra cho cổ cái chuyện đó. Thì sau cái sự việc đó, cổ quá đau khổ. Một phần nữa cái người đàn ông đó sau khi biết cổ mù đã không chấp nhận lấy cổ làm vợ, mà chỉ gửi một số tiền rồi quất ngựa truy phong, không có lấy cổ làm vợ. Còn dì Dượng thì đuổi cổ ra khỏi nhà, kêu cổ đi vô cái viện người mù mà ở đi, đừng ở đây nữa, họ không có trách nhiệm họ nuôi. Dưới cái sự tàn nhẫn đó thì cổ đã đi mua axit uống để tự tử. Khi mà cổ chết á, cái linh hồn của cổ quá linh thiêng, và cổ trở thành một hồn ma dữ để mà cổ trả thù dì Dượng và đứa em. Tại vì đứa em đó cũng giúp dì Dượng để mà hại cổ.
Cho nên là cổ quay lại cổ trả thù ba người này. Thì ba người này đều lần lượt gặp bệnh và tai nạn mà chết. Cái căn nhà đó trở thành một căn nhà hoang tàn, không có người ở. Nhưng mà khi ba người này chết á, thì cổ đã hút cái linh hồn của ba người này. Cho nên khi mà cái anh người Nhật bước vào trong nhà ngồi ăn cơm á, anh thấy ba người này hoàn toàn không có cảm giác gì hết. Là vì như vậy á, chỉ có một mình cô này nhanh lẹ thôi. Tại vì cổ đã hút linh hồn của ba người này, để ba người này chịu cái sự đau đớn và mãi mãi không siêu thoát. Lạnh, đói, đau khổ và không ai cúng dường, để cho cái linh hồn của ba người này mãi mãi lạnh giá ở trong cái con đường âm phủ đó. Và cổ mang cái hận rất là lớn, mà cổ cố hút những cái linh hồn của những người đàn ông mà mê cổ để làm cái gì? Để cổ luyện lên thành quỷ và cổ thoát ra khỏi cái con đường này. Cổ đi tìm lại kiếp sau của cái người đàn ông mà đã lấy đi sự trong trắng mà làm cho cổ mù. Nhưng mà cổ không có thực hiện được điều đó. Tại vì thứ nhất là không phải ai cũng có nhân duyên gặp được cổ. Thì cổ gặp được anh người Nhật này. Thì lúc đầu cổ có dự định là làm chuyện đó với ảnh và lấy linh hồn của ảnh. Nhưng mà anh người Nhật này là người đàng hoàng, cái người nhà văn đó là người đàng hoàng. Ảnh không có quay trở lại vì nhan sắc, mà ảnh rất là may mắn mà ảnh không quay trở lại, và ảnh bỏ, ảnh quay về Nhật. Cho nên cổ biết ảnh là một người đàn ông đàng hoàng, chứ không phải là cái người mà vì nhan sắc hay lợi dụng cổ. Nhưng mà bây giờ ảnh đã chết, cái linh hồn ảnh đang đứng trước mặt cổ. Cho nên cổ kể hết cái câu chuyện cho ảnh nghe. Thì lúc này cái người học sĩ mới nói là thật ra chúng tôi chỉ xuất hồn, chứ chúng tôi không hề chết. Chúng tôi quay lại đây để muốn giúp cô là bỏ đi cái oán hận và có thể ra khỏi nơi này mà đầu thai. Thì cổ mới nói rằng là tại sao lại phải giúp, cổ đâu có muốn đầu thai đâu, cổ muốn trả thù. Thì cái người học sĩ mới nói rằng là trả thù đến bao giờ, cô muốn làm quỷ đến bao giờ, khi mà sau này nơi này bị đập, nơi này bị giải tỏa thì cô cũng không thể nào tránh khỏi chuyện những quan binh ở ngoài kia họ nhìn thấy cô và họ bắt cô. Thà bây giờ cô buông bỏ đi, hãy quay về với chánh đạo, thì tôi và anh người Nhật này sẽ giúp được cho cô. Con người đều có nghiệp quả của mình, nếu cô muốn gì hãy trở về với cái nghiệp quả đó là xuống địa phủ mà tìm hiểu về cái cội nguồn của mình để mà an vị đầu thai. Chứ đừng có ở đây làm hồn ma giúp dưỡng, nuôi cái hận thù đó rồi cũng chẳng được gì. Tức có nghĩa rằng là nếu như cái tòa chung cư đó bị giải tỏa thì cái tòa hoàn toàn cái con đường hầm mà âm khí đó nó cũng sẽ bị tan biến. Những cái hồn ma nó không còn nơi để trú ngụ, thì những cái vị quan binh ở ngoài đường á, là họ sẽ bắt, họ đánh cho hồn siêu phách tán, thì những người này cũng sẽ phải chết thôi mà không được đầu thai. Còn cái oán hận của họ cũng không có thể nào mà họ có thể trả được. Đại con người có nghiệp quả, nhiều khi cái ông ngày xưa gây cho cổ cái chuyện đó, ông chết ông đầu thai rồi thì sao, hoặc là ông đang trả giá với 18 tầng địa ngục rồi sao, và cô này cứ ở đây mà đợi mà luyện sao được. Thì sau một cái hồi khuyên răn á, thì cô này cũng chấp nhận, cũng vào cái vạt áo, cái tay áo của ông học sĩ để mà trú ngụ, và ổng mang cổ ra khỏi cái tòa chung cư này và đi về lại Nhật. Thì khi về lại Nhật đó, cái người nhà văn này là thường xuyên đi đến cái tu viện, cái chỗ mà cái ông học sĩ này tu đó, để mà gặp cô gái này, để mà hỏi những cái câu chuyện về người âm ở đó mà viết thành cuốn tiểu thuyết. Và đó là cuốn tiểu thuyết duy nhất và cũng là cuối cùng ổng viết về thế giới tâm linh. Vì ổng không có đi tìm nơi nào có thế giới tâm linh nữa, tại đó là lần duy nhất và lần đầu tiên ổng nhìn thấy được thế giới của người âm, và ổng giúp được một người âm thoát khỏi oán hận mà quay trở về với chánh đạo. Và ổng nhận cô gái này làm em gái, ổng nhận cái cô gái này làm em gái. Cho nên rằng là cái cuốn tiểu thuyết của ổng có một cái câu viết rằng là tặng người em đã chết, tức nghĩa là em gái chứ không phải là người yêu đó. Thì
Thì cái ông học sĩ này hiện tại bây giờ cũng đang giúp cô này xóa bỏ oán hận, và cô này vẫn chưa đầu thai nếu như đúng như những gì mà cuốn tiểu thuyết này viết. Và cổ thường xuyên kể cho cái ông nhà văn người Nhật này nghe cuộc sống của người âm là cuộc sống sau khi mà cổ chết như thế nào. Thì hôm nay là cái phần nối tiếp câu chuyện của ngày hôm qua mà tôi muốn kể cho các bạn nghe. Thứ nhất là vì cái câu chuyện của chung cư 727 là một câu chuyện mà rất nổi tiếng. Nhưng tại sao cái người nhà văn này, người học sĩ này lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác? Vậy thì liệu ở đó có thực sự chỉ có một câu chuyện thôi hay không? Hay là nó có nhiều câu chuyện khác nữa mà qua nhiều đời khác nhau mà chúng ta không biết? Hoặc giả những linh hồn đó họ quá kín đáo mà những người sống ở đó trước đây cũng không nhìn thấy, cho nên rằng là Tân mới quyết định kể câu chuyện này cho các bạn nghe. Nó lạ nhưng mà nó mang cái tình người, một anh chàng nhà văn người Nhật mà lại có một cái tình cảm lớn lao như vậy đối với người đã mất mà chỉ gặp có 2 lần. Một cái ông học sĩ mà từ bi đến mức qua bên Việt Nam để mà giúp cho cô gái đó đi về lại với chánh đạo, xóa bỏ hận thù để mà siêu thoát. Một người mà họ bỏ đi dục vọng của cá nhân để trở thành anh em với một linh hồn đã mất, chỉ muốn giúp cho cô đó hiểu rằng là trên đời vẫn còn người tốt, còn rất nhiều người tốt, chứ không phải ai cũng tàn nhẫn như là cha mẹ của cổ, như dì dượng của cổ, như là cái người đàn ông đã hại cổ mù. Thì cái câu chuyện này Tân thấy nó ý nghĩa, mà cuốn tiểu thuyết này nó hay, nó mang hơi hám của tình người nhiều hơn là ma quỷ. Thì Tân kể cho các bạn nghe, các bạn thấy như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng phát triển hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.